Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Giêsu khi Ngài đến trần gian này, Ngài bỏ đi rao giảng, Ngài rao giảng về một đấng có thể giúp đỡ nhân loại này thoát khỏi những cảnh lầm than, thoát khỏi những điều trói buộc, thoát khỏi những đau yếu, tật bệnh, thất bại, cay đắng trong cuộc đời này. Và Ngài rao giảng điều đó để đưa con người trở về thuận hòa lại với Đức Chúa Trời, trở về nhà cha của mình, để có thể sống một cuộc đời như chính Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Đó là ý nghĩa, thưa anh chị em. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi cũng có một lời đến với anh chị em, một sứ điệp, một sứ điệp đến với cho hội thánh, và mong rằng Chúa Trời ban phước cho lời Ngài để tất cả anh chị em mình sẽ có lợi ích từ lời của Chúa. Và tôi lấy chủ đề của chia sẻ buổi sáng hôm nay là bài học qua những phép lạ chữa lành của Chúa Giêsu. Tôi nhắc lại tiêu đề của chúng ta là bài học qua những phép lạ chữa lành của Chúa Giêsu. Anh em mình biết đó, Chúa Giêsu làm rất nhiều phép lạ. Và dĩ nhiên trong khuôn khổ buổi sáng hôm nay, chúng ta không thể đọc hết tất cả những phép lạ của Ngài. Bởi vì trên thực tế thì Ngài làm 2000 năm trước và Ngài làm đến tận hôm nay lần. Cho nên là không có sách nào mà có thể chứa được. Chúng ta chỉ lướt qua một vài phép lạ, và từ những phép lạ đó chúng ta sẽ có những bài học. Nhưng trước khi nói đến phép lạ đó, tôi muốn bạn cho mình cùng bắt đầu với một đoạn kinh thánh ở trong Matthew chương 9, câu 35 đến câu 38. Và tôi sẽ khởi sự đọc lời Chúa, và xin anh chị em hãy chú ý lắng nghe, vì lời của Ngài có thể biến đổi đời sống chúng ta. Lời của Ngài có khả năng chữa lành cho bệnh tật của chúng ta. Lời của Ngài có sức mạnh để phục hồi những đổ vỡ trên đời sống chúng ta. Lời của Ngài là ánh sáng, nó có quyền phép để dẫn chúng ta đi khỏi sai lầm và tội lỗi. Cho nên thương bạn chị em, lời Ngài quan trọng vô cùng. Và để lắng nghe lời Ngài đó, và để lời Ngài có ích đó, thì tôi nhắc lại anh chị em, hãy nghe lời Ngài một cách chú ý, tập trung và hết sức trân quý nó. Đó là cách mà mình nghe. Dù có thể chúng ta đã đọc nhiều lần, nhưng mà lời Chúa là thức ăn mà, chúng ta không thể ăn một lần mà no mãi mãi. Chúng ta cần ăn đi ăn lại để đem lại sức khỏe cho chúng ta, sức khỏe thuộc linh. Tôi xin khởi sự đọc lời của Ngài. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Matthew chương 9 câu 35 đến 38. Anh chị em thấy đó, Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng và ghé vào từng nhà hội, không chỉ để chữa lành, không chỉ để đuổi quỷ, mà nhiệm vụ đầu tiên của Ngài là Ngài dạy dỗ để giảng ra nước Đức Chúa Trời. Đó là ưu tiên của Ngài. Cho nên ưu tiên của Ngài không phải là chữa lành thân thể của con người. Ưu tiên của Ngài không phải là để khôi phục cái cuộc sống tạm bợ trên đất này của con người, mà ưu tiên của Ngài là Ngài tập chú vào cái cõi đời đời của con người, tập chú vào cái điều dài hạn, cái điều ích lợi hơn của con người. Bởi vậy Chúa Giêsu mới ưu tiên giảng về nước Đức Chúa Trời, giảng về nước Đức Chúa Trời.
nước Đức Chúa Trời là một vương quốc không phải ở trên thế gian này. Một vương quốc không có biên giới, không có những cái thứ mà mắt mình thấy được, không có những chính thể mà mắt mình, tai mình có thể nghe được, chiêm nghiệm được. Vương quốc Đức Chúa Trời không thuộc thế giới này. Đó là cái điều đầu tiên mà anh chị em mình cần phải lưu ý. Và đó cũng là lý do tại sao Chúa Giêsu phải đi giảng, phải đi dạy, phải đi rao ra. Bởi vì cả nhân loại lúc bấy giờ cũng như chúng ta không thấy, không biết, không nghe. Và nhiều người ngày hôm nay trên thế giới cũng không, chưa bao giờ có khái niệm nước Đức Chúa Trời là cái gì, Chúa Giêsu là ai, tại sao Ngài phải đến thế gian. Người ta không biết, người ta nghĩ đó chỉ là một tôn giáo như bao tôn giáo. Người ta nghĩ đó là một triết lý sống, một cách sống như bao những triết lý người ta dạy, làm lành tránh dữ. Nhưng anh chị em không phải như vậy. Chúa Giêsu con Đức Chúa Trời đến thế giới này để giảng cho mọi người biết về một đất nước tương lai. Một đất nước tương lai, một đất nước sẽ hiện ra, một đất nước sẽ được thiết lập trong tương lai. Bây giờ thì nó ở cái thế vô hình, không có rờ mó được. Ở bây giờ chỉ ở cái thế cảm nhận được, chỉ ở cái thế chúng ta có thể bởi đức tin mà thấy sự biến đổi và ảnh hưởng của vương quốc Đức Chúa Trời, chứ không thể rờ nắm nếm ngửi được. Cũng như không khí vậy, nó có thể làm lung lay những cái lá, cái cây, nhưng chúng ta không thể thấy nó, nhưng nó có. Nước Đức Chúa Trời hôm nay mắt mình không thấy, nhưng nó có thể tác động vào tấm lòng và cuộc sống con người, khiến cho con người được biến đổi, khiến cho con người được bình an, khiến cho con người được vui mừng, khiến cho con người được tự do, khiến cho con người thấy được những cái kết quả của nước Đức Chúa Trời đang hành động ngay trên đất này. Và Chúa Giêsu tập trung giảng về đó, về cái đất nước đó. Và Ngài mời gọi con người: mọi người ơi, hãy ăn năn đi, để sao ạ? Bước vào đất nước đó. Hãy ăn năn đi để mình được sinh ra trong đất nước đó. Hãy ăn năn đi để mình có quyền công dân trong đất nước đó. Đó là điều Chúa Giêsu nhấn mạnh. Thương bạn trẻ, con người của mình khi được sinh ra, hãy chú ý và tập trung vào những sự ở đời này. Cả 6-70 năm của con người, người ta tập trung vào những điều ở đời này. Nhưng thưa anh chị em tất cả những sự ở đời này như quán trọ, như một ngôi nhà tạm, một ngôi nhà tạm để đưa chúng ta đến cái cõi vinh hiển hơn, đời đời hơn, bền bỉ hơn. Và đó chính là điều mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho con người. Giống như anh chị em chuẩn bị xây một cái nhà, ví dụ biệt thự đi ha, thì có phải anh chị em sẽ ra cái góc đất dựng một cái láng để ở tạm không? Tôi cũng đã từng xây nhà, tôi biết phải không ạ? Lấy mấy miếng tôn dựng lên che ở tạm, bếp nước cũng tạm, nơi tắm rửa cũng tạm, cái gì cũng tạm hết. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta chỉ ở đó khoảng vài tháng thôi, rồi chúng ta bước vào biệt thự của mình. Thế nhưng ngày hôm nay vô số người thích ở cái láng tạm đó, chứ không bước vào cái biệt thự mà Đức Chúa Trời chuẩn bị cho mình. Đáng tiếc thầy, đáng tiếc thầy. Cho nên ông bà anh chị em đừng tập trung cuộc đời mình vào những sự trên đất, những gì tạm bợ, nhưng hãy tập trung cuộc đời mình vào những gì ở trên cao. Tôi nói với ông bà anh chị em rằng thế có ngày kết thúc. Hôm qua tôi nói đó, cái răng mà nó sắp gãy rồi là nó lung lay. Anh em nào mà lúc 9-10 tuổi nhổ răng đúng không? Tôi cũng đã từng nhổ răng rồi. Khi mà cái răng mình nó sắp gãy là nó lung lay phải không? Và tôi cột sợi chỉ vô, tôi nói 1-2-3 thì giật cái tưng bước ra. Chứ mà bể thì sợ đau, không phải giật kiểu đó. Đấy là cái răng. Và anh em nhìn thấy thế giới này hôm nay cũng giống như cái răng rụng vậy đó, nó lung lay hết cả rồi. Hôm qua tôi vừa đọc tin tức Bắc Cực mà còn cháy thì thua rồi. Anh thế, tất cả đều náo loạn hết, tất cả nền móng của thế giới này bây giờ bắt đầu lung lay hết. Và Kinh Thánh chép rằng những công trình của nó sẽ được dành cho lửa đốt trong ngày cuối cùng. Chúng ta không biết được Chúa Giêsu tái lâm lúc nào, chúng ta không biết được Ngài sẽ đến rước hội thánh Ngài lúc nào, chúng ta không biết cái thời điểm để chuyển giao
giữa cái thế giới này với thế giới tương lai như thế nào. Nhưng chúng ta biết rất rõ trong Khải Huyền rằng 1000 năm hòa bình là chắc chắn. Tất cả chúng ta sẽ bước vào để sống 1000 năm hòa bình, để chuẩn bị cho trời mới đất mới. Và Chúa Giêsu giảng điều đó, Chúa Giêsu nhấn mạnh điều đó. Chúa Giêsu nói với con người rằng hỡi mọi người hãy ăn năn và tin phúc âm của Chúa để bước vào nước trời. Tôi chúc mừng tất cả anh chị em ngồi đây là những người đã tin Chúa Giêsu, những người đã được tái sinh để thấy và bước vào nước trời. Tôi nghĩ rằng sống ở cõi đời này mà không tin Chúa Giêsu thì thiệt thòi lắm anh chị em, cực kỳ thiệt thòi. Chúng ta không có một hy vọng nào trên đất này cả, chúng ta không có một ai bảo vệ mình trên đất này cả, chúng ta không có một lời hứa nào cho tương lai cả. Sống làm gì ở trên đất này khi mà 60-70 năm tàn đi, ai có thể sống đời đâu. Cho nên nếu chúng ta đầu tư cho cõi tạm này thì chúng ta không được khôn ngoan cho lắm. Chúa Giêsu nói rằng đừng đầu tư cho cõi tạm này, đừng lo lắng phải ăn gì, uống gì, mặc gì, đừng có lòng lo lắng đó. Vì những sự đó Đức Chúa Trời Ngài nói rằng Ngài chu cấp cho những kẻ tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời. Nếu có một đấng tạo dựng trời đất hứa chu cấp cho chúng ta thì tại sao chúng ta lại tự đi tìm kiếm những sự mà Ngài đã sẵn sàng chu cấp. Cho nên chị em ạ, đừng có lòng lo lắng, hãy cứ làm việc, hãy cứ sống vui vẻ, hãy cứ sống bình an. Chúa của chúng ta là đấng chu cấp, và Ngài chu cấp đúng thời điểm. Ngài nói rằng 12 giờ trưa gõ cảng mới được ăn, thì đừng có 11 giờ 59 phút đã đòi ăn nha anh chị. Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Cho nên đôi khi cái sự mà chúng ta cảm thấy mất đức tin, lo lắng bối rối là bởi vì chúng ta muốn mọi việc xảy ra không có đúng cái thời điểm của nó. Chúng ta muốn mọi việc xảy ra phải nhanh. Đó là cái thế tục mì ăn liền này nó đã dạy chúng ta. Nó đã dạy cho chúng ta một cái lối sống cái gì cũng nhanh cả, cái gì cũng nhanh. Nhưng mà tôi nói với bạn trên buổi sáng hôm nay, thời điểm của Đức Chúa Trời là thời điểm tốt nhất cho chúng ta. Thời điểm của Ngài là tốt nhất, tốt nhất. Cho nên bạn chị em ơi, hãy sống bình an, hãy sống vui mừng, hãy sống công chính. Giống bài giảng trước tôi nói đó, sự thánh khiết là điều chúng ta phải đeo đuổi trên đời này để chúng ta xứng đáng ở trong thế giới tương lai. Và Chúa Giêsu đi từ nơi nọ nơi kia giảng vương quốc Đức Chúa Trời, và gì ạ? Cộng theo gì ạ? Chữa lành các thứ tật bệnh. À, Ngài chữa lành để làm gì vậy? Ngài chữa lành các thứ tật bệnh để chứng minh cho người ta thấy hai điều. Điều thứ nhất, Ngài muốn nói cho người ta biết rằng những điều mà Ngài giảng là chân thật chứ không phải lừa bịp. À, là chân thật, nói được, làm được. À, chứ không phải nói cái miệng không, cuối cùng không thấy gì. Ngài chữa lành bệnh tật, Ngài đuổi quỷ, Ngài nuôi người ta ăn, Ngài nuôi 7000 người bằng 15 cái bánh 2 con cá. Thấy không ạ? Ngài chữa lành cho người mù từ thở sinh ra, Ngài phán cho người bại liệt đứng dậy đi, Ngài làm cho tất cả mọi sự trở nên trật tự ở trong vương quốc Đức Chúa Trời. Và Ngài muốn chứng minh cho mọi người biết rằng trong vương quốc Đức Chúa Trời không có bệnh tật, trong vương quốc Đức Chúa Trời không có tật nguyền và thiếu thốn, trong vương quốc Đức Chúa Trời không có ai phải khóc lóc kêu than hết. Ngài muốn chứng minh cho mọi người rằng trong vương quốc Đức Chúa Trời không có con quỷ nào đứng được ở trong đó. Và đó là lý do Ngài chữa lành đủ quỷ cho người ta, người ta được thuyết phục. Nhưng điểm thứ hai, Ngài làm phép lạ là để Ngài chứng minh cho người ta thấy, Ngài bày tỏ cái lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với nhân loại lầm than này. Đó là điều thứ hai. Cho nên Chúa Giêsu làm gì, Ngài cũng bởi tình yêu thương. Kinh Thánh chép, Ngài nhìn thấy đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn, tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Và tôi thấy cái tình trạng này nó không chỉ đúng 2000 năm trước,
mà nó đúng cả lúc bây giờ. Tất cả loài người bây giờ cùng khôn, tan lạc, không có người chăn dắt. Họ sống mà không biết điều gì xảy ra vào ngày mai. Họ sống mà không biết chiều nay có còn sống hay không. Giống như lâu rồi đó, tôi có ông hàng xóm, ông dặn vợ con ông nói tình hình giao thông ở Việt Nam nó như cái mạng nhện. Cho nên tôi đi làm, tôi dắt xe ra sáng sớm tôi đi làm, mà chiều mà tôi về tôi còn dắt xe được vô nền nhà thì tôi mới biết là tôi còn sống. Còn không chết đâu không biết. Cho nên là cái tình trạng thế giới ngày hôm nay nó hỗn loạn như vậy anh chị. Hỗn loạn, tất cả đều hỗn loạn. Ngồi trong nhà cũng không yên. Anh chị em đọc tin mấy ngày trước chưa? Ngồi trong chợ bán hàng cũng không yên, phải không ạ? Chết hết. Cho nên người ta cùng khổ, người ta tan lạc. Bởi sao vậy anh chị? Bởi vì người ta không có một Đức Chúa Trời phù hộ trên đời sống của mình. Như chiên không có người chăn. Đây là điều Chúa Giêsu nói lên cái thực trạng của tất cả những con người chưa có Chúa và chưa có sự kết nối với Chúa, chưa có mối quan hệ với Chúa. Anh chị em ơi, nếu chúng ta có tôn giáo mà không có mối quan hệ với Chúa thì chúng ta cũng cùng khôn và tan lạc. Nếu chúng ta có đủ mọi thứ mà không có Đức Chúa Trời phù hộ thì không gì đảm bảo được những thứ đó ở lại với cuộc đời chúng ta, kể cả sức khỏe, hạnh phúc, tình yêu, bằng cấp, địa vị, danh lợi, quyền lợi đời này. Không gì đảm bảo, tất cả đều rất mong manh. Và Chúa nói sao anh chị em? Mùa gặt thì trúng. Mùa gặt thì trúng có nghĩa là sao? Mà mùa gặt thì trúng có nghĩa là rất là nhiều người chưa biết Đức Chúa Trời nhiều lắm, rất là nhiều. Anh em tưởng tượng đi, thành phố này 15 triệu dân và những con người biết Chúa đến hội thánh thì bao nhiêu người? Mình cứ so cái tỷ lệ đó thì tôi mới nói với anh chị em rằng rất 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 nhiều người còn chưa biết Đức Chúa Trời là ai. Và nhiệm vụ chúng ta là phải nói, phải chia sẻ, tìm mọi cơ hội để nói, để nói với anh, với chị, với cô, với dì, chú, bác có một Đức Chúa Trời yêu thương họ, sẵn sàng chữa lành họ, sẵn sàng cứu giúp họ để họ bước vào vương quốc đời đời của Ngài. Chúng ta phải được sinh ra trong đó. Nếu một em bé không được sinh ra, nó không có quyền công dân. Nếu một em bé vẫn còn nằm trong bụng, chưa sinh ra, nó vẫn chưa có quyền công dân. Cho nên Chúa Giêsu nói, quả thật ta nói cùng các ngươi, các ngươi phải sanh lại. Nếu các ngươi chưa sanh lại, chưa được tái sanh, thì không thể thấy và bước vào vương quốc Đức Chúa Trời. Các ngươi phải nhờ nước và thánh linh mà sanh ra. Cho nên tôi ước ao tất cả anh em mình đều là những người tái sanh, đều là những người biết Chúa Giêsu, đều là những người cảm nhận được quyền năng của vương quốc Đức Chúa Trời. Amen. Đấy là điều trọng tâm mà Chúa Giêsu nói trước khi mình nhắc đến phép lạ. Cho nên thưa ông bạn chị em, đến với hội thánh nhà muôn dân, chúng ta không chỉ tập trung vào phép lạ, mà chúng ta tập trung vào sự biến đổi đời sống chúng ta để được hưởng cõi đời đời. Đó là điều chúng ta tập trung vào. Chữa lành làm gì nếu chúng ta xuống âm phủ? Được tự do để làm gì rồi chúng ta chết nơi hồ lửa đời đời? Giàu có để làm gì rồi chúng ta lấy giòi bọ làm mền trong cõi đời đời? Không có ý nghĩa gì. Cho nên tôi vẫn phải nhắc đi nhắc lại với anh chị em, trước hết phải được tái sanh, trước hết phải được biến đổi, trước hết phải được gặp gỡ Chúa Giêsu rồi tính gì tính. Đó là cái điều mà tất cả anh em mình phải hướng tới. Nhưng chủ đề bài giảng hôm nay là chúng ta nói về những bài học qua những phép lạ chữa lành của Chúa. Chúa làm rất nhiều phép lạ,
Và chúng ta phải học những bài học này để ứng dụng cho đời sống của mình. Cứ coi như là tất cả anh chị mình đã tái sanh, đã được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. Tôi tin như thế và tôi chúc mừng anh chị em như thế. Nhưng ngày hôm nay khi chúng ta sống giữa thế giới này, giữa thế gian này, chúng ta không thuộc thế gian, nhưng chúng ta vẫn phải đi lại trong thế gian này. Và nan đề có không anh chị em? Bệnh tật có không? Sự trói buộc của ma quỷ có không? Sự tấn công của chúng nó có không? Chúng ta cần phải biết những bài học để chúng ta có cái kinh nghiệm chiến thắng những nan đề và hoàn cảnh. Chúa Giêsu nói các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế giới này, nhưng hãy vững lòng đi, vì ta đã chiến thắng thế gian rồi. Đó là lý do tại sao hôm nay tôi sẽ nhắc cho anh chị em những cái bài học qua những phép lạ, nhằm mục đích truyền đạt cho anh chị em cái kinh nghiệm để chiến thắng. Chiến thắng bệnh tật, chiến thắng ma quỷ, chiến thắng đói nghèo, chiến thắng xung đột, chiến thắng tất cả những ngọn núi nào đang ngăn trở giữa anh chị em với Đức Chúa Trời. Nếu anh chị em bước tới với Đức Chúa Trời nhưng có một hòn núi ở giữa, anh chị em không đi được. Chúa nói rằng hãy bởi đức tin bảo nó phải rời đi. Anh chị em phải có đức tin để truyền cho hòn núi ngăn trở giữa anh chị em với Chúa phải rời đi. Bây giờ chúng ta đọc câu chuyện thứ nhất nha. Câu chuyện thứ nhất được chép trong sách Mác chương 5 câu 25 đến câu 34. Câu chuyện này thật ra rất là nhiều lần, tôi tin rằng anh em nào đã đọc Tân Ước thì đã đọc rồi. Tuy nhiên tôi vẫn phải đọc lại vì lời của Chúa rất quan trọng. Tôi đọc anh chị em nghe. Và tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm. Bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Người đã nghe tin về Đức Giêsu bèn lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo Ngài, vì người nói rằng nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Cùng một lúc ấy huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh. Tức thì Đức Giêsu tự biết có sức mạnh ra từ mình, bèn say lại giữa đám đông mà hỏi rằng ai đã rờ áo ta? Môn đồ thưa rằng thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi ai rờ đến ta? Ngài nhìn xung quanh mình để xem người đã làm điều đó. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo dưới chân của Ngài, tỏ hết tình thật. Đức Giêsu phán rằng hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Mác chương 5 câu 25 đến 34. Đây là câu chuyện phép lạ của Chúa Giêsu, và chúng ta cần suy ngẫm để học những bài học trong buổi sáng hôm nay qua câu chuyện này. Thứ nhất, chúng ta thấy cái tình cảnh của người phụ nữ này rất là khổ sở và bế tắc. Chúng ta thấy như thế, bế tắc. Bế tắc bởi vì sao ạ? Bà đã bệnh huyết lậu này 12 năm, chịu khổ, chi tiền cho nhiều thầy thuốc, trạm xá bệnh viện, nhưng Kinh Thánh chép là không thấy đỡ gì mà bệnh lại càng nặng thêm. Đó là bị đá. Anh chị em từng bệnh tật, chắc có lẽ người nào trải nghiệm bệnh tật cũng có thể biết cái hoàn cảnh này cực kỳ thất vọng và tuyệt vọng, phải anh chị em? Đi bệnh viện trả tiền xong, về bệnh không những không giảm mà tăng. Đó là một cái sự ngược đời. Mà tôi đọc cái này tôi thấy cái bà này công nhận cũng hay. Hay chỗ nào anh chị em? Bà không chấp nhận đầu hàng và bỏ cuộc. Hay chỗ đó. Anh em thấy không ạ? Cho nên chúng ta phải học được một bài học ngày hôm nay là không chấp nhận bỏ cuộc. Nhiều người trong chúng ta thua người phụ nữ này chỗ đó. Thấy đi bệnh viện chữa vài lần không khỏi, về bệnh nặng thêm, bác sĩ nó phán thôi sống chung với lũ đi, thà về sống chung với lũ. Mà lũ nó ngập đầu cái là nó trôi luôn cả nhà cửa, tiền tài tất cả đi hết, và cuối cùng có thể bỏ mạng. Nhưng tôi cảm ơn Chúa vì câu chuyện này cho chúng ta được một cái bài học. Đó là anh chị em
Đừng bao giờ bỏ cuộc với những nan đề của mình sớm quá. Vì anh em phải tin xác với một điều rằng không có bệnh tật, khổ sở, đói nghèo, thiếu thốn, trấn áp nào ở trong Đức Chúa Trời của chúng ta cả. Tất cả những sự này đến từ thế gian và ma quỷ. Cho nên khi mình đầu hàng thì có nghĩa là mình nói ta thua mày rồi Sa-tăng. Nói đó, anh em ta bao giờ nói với vậy với Sa-tăng chưa? Khi anh em nói nó mở tiệc ăn mừng, không à, kêu một bầy quỷ đến đó, hôm nay chúng ta phải ăn tiệc bởi vì có một kẻ đầu hàng ta rồi. Cho nên tôi khích lệ anh em rằng là đừng bỏ cuộc, đừng đầu hàng sớm quá, đừng để cho Sa-tăng thắng anh em dễ quá. Đó, đừng để đó. Đây là trận chiến. Cho nên người phụ nữ này sao ạ? Không bỏ cuộc. Mặc dù tình cảnh rất bi đát, nhưng mà khi thấy Chúa Giê-xu đi giữa đám đông, bà lò dò bà đến. Nếu một con người thất vọng, bế tắc, bi đát, một con người tuyệt vọng, người ta sẽ không nhấc khỏi mình ra khỏi giường đó. Người ta sẽ không đi ra khỏi nhà đó. Người ta ngồi ủ rượu và người ta chờ, chờ chết. Anh chị em ạ, nếu ngày hôm nay nan đề của anh chị em là gì, dù đó là to đến cỡ nào, thì tôi khuyên anh chị em một lời khuyên: đừng bỏ cuộc. Chúa vẫn đang sống đời đời, và Giê-xu hôm qua hôm nay đời đời không hề thay đổi. Amen chứ. Cho nên chúng ta hãy nắm lấy cái điều này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trong cái câu chuyện này chúng ta thấy sao nữa đây? Bà đi theo đám đông và bà nghĩ trong lòng rằng nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Câu này rất quan trọng. Bà có một bức tranh rất tích cực ở trong tâm lòng. Mặc dù bà chưa làm gì cả, mặc dù Chúa Giê-xu chưa nói với bà một lời nào, mặc dù bà chưa lên lõi đụng đến trong áo của Chúa, nhưng mà ngay khi bà đứng bà nghĩ bây giờ mình chỉ cần đụng đến trong áo Chúa thôi là mình lành. Bà tưởng tượng bà là một con người được lành hoàn toàn. Bà thấy mình lành trước khi phép lạ xảy ra. Bà thấy mình được phục hồi trước khi phép lạ xảy ra. Bà thấy mình trở thành một người phụ nữ lành lặn trước khi bà chạm đến trong áo của Ngài. Có thể lầm, sai lầm của tất cả anh em mình là luôn luôn có bức tranh tiêu cực ở trong tâm trí của mình. Có thể ma quỷ nó đến nó cho anh chị em thất bại 20 năm nay rồi, làm gì cũng thất bại. Và anh chị em ngồi bắt đầu tưởng tượng mình là người thất bại. Rồi có anh bạn đến nói là bây giờ nên làm một công việc mới đi, buông cái này là tốt lắm. Bắt đầu bảo ồ tốt đấy, nhưng mà về nhà ngồi nghĩ thấy buông gì cũng lỗ. Thấy mình vác hàng đi bán với người ta đá hết ra ngoài đường. Tôi là thấy trong trí như vậy. Cái bức tranh này anh chứ mà nó khiến cho sự việc xảy ra. Cho nên nếu chúng ta hiểu thế giới mình thì chúng ta sẽ không nghĩ như vậy. Nếu chúng ta hiểu cái thế giới vô hình, chúng ta không nghĩ cuộc đời mình có những bức tranh tiêu cực. Bởi vì Kinh Thánh chép những sự bày ra đây là đến từ những sự vô hình. Trái đất này nè, hiện hữu nè, mặt trời mặt trăng nè, nó ra từ thế giới vô hình. Đức Chúa Trời phán một lời nó thành. Đức Chúa Trời đã có cái bản thiết kế của vũ trụ này ở trong tấm lòng của Ngài trước khi Ngài nói ra. Anh em đứng lên đây thuyết trình mà không có cái bản này là nói lộn xộn liền, có đúng không? Nói đầu đi đá lung tung quên các kiểu. Cho nên phải có cái bản này. Và cũng một lẽ đó, khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra cái gì, Ngài có bản thiết kế. Một kỹ sư xây nhà mà không có bản thiết kế thì tôi khuyên anh chị em rẻ mấy cũng đừng có chấp nhận. Leo lên tầng 2 sập lên đó. Rồi xong nó võng như cái võng như thế này. Rồi cửa nẻo lung tung lang thang, sơn sửa linh tinh. Cho nên phải xem bản thiết kế. Bởi vậy anh chị em ạ, ngày hôm nay tôi khuyên anh chị em hãy có một bản thiết kế về cuộc đời của mình trong tương lai. Anh em thấy mình là ai? Thấy mình là người đã lành lặn, thấy mình là người thành công, thấy mình là người
hoặc bác thấy mình là người đầy vui vẻ, đầy đức tin, hay anh em thấy mình là người bệnh tật ủ rũ, làm gì cũng thất bại, thấy gia đình mình đổ vỡ, con cái mình hư hỏng, lúc nào cũng tâm trí cũng gieo cái hình ảnh đó. Trong dân số ký chép điều gì, à, trong trong lòng điều gì nó nghĩ trong lòng thì thành ra như vậy cho nó, điều gì mà mình suy nghĩ ngày đêm thì nó thành ra. Cho nên bài học ở đây, tại sao phép lạ xảy đến cho người phụ nữ này chỉ bằng một cái chạm vào trong áo của Chúa, không phải cái chạm, không phải cái trong áo, mà là đức tin tích cực trong lòng của bà đã khiến cho quyền năng của Chúa Giêsu xuất ra. Khi anh chị em có một bức tranh tích cực, anh chị em chạm đến người của Đức Chúa Trời, anh chị em chạm đến lời của Đức Chúa Trời, lập tức từ người Đức Chúa Trời hay từ lời của Chúa xuất ra một quyền năng vô hình chữa lành cho anh chị em. Tôi gọi đó là đức tin. Đức tin luôn luôn tích cực, đức tin luôn luôn tốt lành, đức tin luôn luôn xây dựng bên trong mình một hình ảnh của sự sáng. Ví dụ anh em bị bệnh lâu năm, anh em bước lên đây để cầu nguyện, tôi khuyên anh chị em hãy thấy mình được chữa lành trước khi được cầu nguyện. Amen. Hãy thấy mình được chữa lành, hãy thấy lưng mình được chữa lành, hãy thấy chân mình được chữa lành, hãy thấy đầu mình được chữa lành, hãy nói với Chúa, Chúa ơi, con đã được chữa lành. Anh em hãy xây dựng một cái bức tranh tích cực ở trong cái tâm trí, tấm lòng của mình trước khi cầu nguyện. Khi đúng vào, quyền năng của Chúa xuất ra và anh em có thể ngã xuống, có thể có những cái biểu hiện rất là tuyệt vời bên trong. Điện sẽ chạy bên trong, lửa sẽ nóng bên trong. Và người đàn bà này cũng vậy. Bà nói là gì? Khi bà đụng vào thì nghe trong mình đã được lành bệnh. Nếu anh em tra cái từ nghe này trong cái bản kinh thánh tiếng Nga, tiếng Hy Lạp hoặc là tiếng Anh á, thì cái từ nghe này là từ cảm nhận. Tiếng Việt mình hay nói nghe thấy đó, tôi nghe thấy, không phải là nghe cái lỗ tai mà cảm nhận. Khi bà đụng vào trong áo của Chúa, bà cảm nhận trong người bà lành. Ồ, bà cảm nhận bằng cách gì vậy? Bằng cái giác quan, năm cái giác quan thuộc thể của mình đó thôi. Mắt thấy, tai nghe, miệng, lưỡi, mũi, tất cả những cảm nhận này bà cảm nhận được trong mình đã được lành bệnh. Cho nên bài học thứ hai anh chị em, có cái bức tranh tích cực ở trong tấm lòng và tâm trí. Và dĩ nhiên một bài học nữa đó là bà tìm kiếm Chúa bằng tấm lòng và bà chạm được. Chạm được Chúa đâu phải dễ phải anh chứ? Có một đám đông đang bao quanh đấy. Đó. Cho nên qua cái câu chuyện này chúng ta cũng học được một điều rất là tuyệt vời. Và bài học mà tôi muốn truyền đạt cho hội chúng qua cái câu chuyện này là gì? Không chấp nhận bỏ cuộc. Không chấp nhận bỏ cuộc. Anh chị em hãy nói với người bên cạnh, không chấp nhận bỏ cuộc. Amen. Bài học đầu tiên anh chị em ha, không chấp nhận bỏ cuộc. Tôi cũng vậy. Tôi xây dựng cho đời sống mình là không bỏ cuộc. À, không bao giờ bỏ cuộc, vì tôi biết Đức Chúa Trời mình là tốt lành. Trong Ngài không có tật nguyền, trong Ngài không có đói nghèo, trong Ngài không có thất bại. Cho nên nếu những điều đó có trên đời sống tôi không chấp nhận sống chung với nó. Amen. Rồi câu chuyện thứ hai, tôi sẽ đọc anh chị em nghe câu chuyện thứ hai trong Mát chương 10. Và Mát chương 10 từ câu 46 và 46. Và xin Chúa làm cho tấm lòng của em bé hết sức bình an giờ này. Kế đó Đức Giêsu và môn đồ đến thành Jericho. Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người ăn mày mù tên là Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê, ngồi bên đường. Vì đã nghe nói về Đức Giêsu người Nazareth, người vùng la lên mà rằng: Hỏi Đức Giêsu con vua David, xin thương xót tôi cùng. Có nhiều kẻ rầy người biểu nín đi, xong người lại kêu lớn hơn nữa: Hỏi con vua David, xin thương tôi cùng. Đức Chúa Giêsu dừng lại phán rằng: Hãy kêu người đến.
chúng kêu người mù đến mà nói rằng: hãy đứng dậy, Ngài gọi ngươi. Người mù bỏ áo ngồi bước tới cùng Đức Giê-xu. Đức Giê-xu bèn cất tiếng phán rằng: người muốn ta làm chi cho ngươi? Người mù thưa rằng: lạy Thầy, xin cho tôi được sáng mắt. Đức Giê-xu phán: đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. Tức thì người mù được sáng mắt và đi theo Đức Giê-xu trên đường. Amen. Câu chuyện này quen không anh chị em? Quen, rất quen. Nhưng mà bây giờ mình phải học những bài học từ câu chuyện này. Đầu tiên, không phải người mù này vùng la lên một cách ngẫu hứng. Đó là đầu tiên. Không phải ông la lên ngẫu hứng: ôi Giê-xu ơi, cứu con, cứu con. Không, Kinh Thánh chép ông đã nghe nói về Giê-xu lâu rồi. Lâu rồi, nhiều người kể cho ông: ô, ở vùng Nazareth có một người như vậy, như vậy, như vậy, làm những điều diệu kỳ như vậy. Ông ngày đêm, mặc dù ông mù, ông ăn mày bên cổng, nhưng mà lúc nào ông cũng quan tâm, ông hỏi về Chúa Giê-xu. Bây giờ Giê-xu đang giảng nước Đức Chúa Trời ở chỗ nào vậy? Bây giờ Ngài đang ở bên kia bờ hồ Galilê, Ngài ở Nazareth, hay Ngài làm gì vậy? Trong tấm lòng của người ăn mày mù này luôn có hành trình của Chúa Giê-xu. Anh em thấy cái điều đó mà, luôn có hành trình. Mọi bước chân, mọi cử động của Chúa Giê-xu đều được ông theo dõi. Có như vậy thì ông mới biết được hôm nay Chúa đi ngang qua chỗ ông chứ. Nếu ông không theo dõi sao ông biết được? Ông theo dõi và ông biết rằng chính hôm nay Chúa Giê-xu đi ngang qua. Và bài học của chúng ta là gì? Để một phép lạ xảy ra trong đời sống mình, để Chúa Giê-xu chú ý đến mình, để cho những điều siêu nhiên xảy ra trong cuộc sống mình, hãy luôn luôn để Ngài trong tâm trí của chúng ta. Đừng bao giờ mình sống 2, 3, 4, 5, 6, 7 ai đó trong tâm trí: chủ nhật là Chúa. Đừng bao giờ để sáng từ 8 giờ đến 12 giờ trưa, 12 giờ khuya là cái gì đó của thế gian, Chúa mình. Nhưng mà lúc trước đi ngủ là: Chúa ơi, bây giờ con nghĩ về Ngài 5 phút và con đi ngủ. Ok anh chị em, cuộc đời đó sẽ không thấy phép lạ. Cuộc đời đó không gây sự chú ý của Chúa Giê-xu. Cuộc đời đó không biết Chúa đang đi đâu, về đâu và đang làm gì. Nhưng những cuộc đời để Chúa Giê-xu thường trực trong tấm lòng và tâm trí sẽ biết được mọi chuyển động của Ngài. Lạy Chúa, hôm nay Ngài muốn chúc phước cho gia đình con. Lạy Chúa, hôm nay Ngài đang dẫn dắt để công việc con được khá lên. Lạy Chúa, hôm nay Ngài đang khiến ra để khách hàng yêu mến sản phẩm của con. Ôi lạy Chúa, hôm nay Ngài chúc phước cho việc học hành của con. Con biết được điều đó, Ngài nói ở trong lòng con. Amen chứ. Cho nên người mù Ba-ti-mê này, mặc dù ông mù ăn mày ngồi tại trên đường Jericho, nhưng hành trình của Chúa Giê-xu thì nằm ở trong lòng. Và ngày đó Chúa Giê-xu đi qua, ông vùng la lên, không phải là cái la ngẫu hứng, không phải là cái la nhất thời, mà cái tiếng la này được chờ đợi lâu rồi. Hôm nay chúng ta có chờ đợi Chúa lâu rồi không? Hôm nay anh chị em đến để được chữa lành, được phục hồi, được giải phóng, được chúc phước, mình có đã từng chờ đợi Chúa lâu rồi không? Mình có từng cầu nguyện kiên nhẫn với Chúa không? Mình có từng phủ phục này không? Nếu có đó, phép lạ đến bên chị. Amen. Cho nên tôi ước ao hội thánh nhà muôn dân đầy dậy những con người chờ đợi 10 giờ rưỡi đến để cùng thờ phượng Chúa. Chứ không phải là thôi lên học môn mùa bắp cái thôi mình tạt qua thờ phượng cái đi về cho nó tiện. Ta cũng gần ở chợ bắp, hôm nay cũng thèm bắp nướng. Chúng ta không tiện như thế được. Chúng ta không phải là phục vụ Chúa kiểu đó được, hay là mong đợi ân điển của Chúa theo cách đó. Anh xem mà, Chúa mình là vua, Ngài là Chúa, và chúng ta là tôi tớ, là tạo vật của Ngài. Và Ngài muốn thấy trong lòng chúng ta một sự tôn kính, trân trọng, quý mến Ngài. Amen chứ. Đó là tấm lòng nhận phép lạ. Và điều khi ông kêu lên, khi ông mù này kêu lên, ông ăn mày này kêu lên, người ta mới đá đít ông. Ông im cái mồm lại chút coi.
Chúa Giêsu đang đi mà cứ la lối âm sầm này, không ạ? Bảo im chứ mẹ, bao nhiêu đám đông bảo ông đồ này im mẹ, nhưng ông có im không? Không im. Ông biết ông cần gì và ông biết ngày hôm nay ông sẽ nhận được điều gì, cho nên đừng có cản trở ta. Cái đó nó nói lên cái gì vậy? Nó nói lên cái quyết tâm không lùi bước, một cái quyết tâm để thay đổi cuộc đời và số phận của mình, không lùi bước. Và tôi gọi cái ý này là gì? Tôi đã chép ở đây. Tôi gọi cái ý này là qua sông chặt luôn cầu, không có đường lui. Có bao giờ trong cuộc đời chúng ta, chúng ta đặt mình vào cái thế qua sông chặt cầu không? Không lui được nữa. Tôi không còn gì để trông cậy được nữa. Trong cuộc đời tôi không còn trông cậy bất cứ một thứ gì nữa, chỉ một mình Chúa Giêsu thôi. Tôi gọi đây là quyết định qua sông chặt cầu, chặt luôn tất cả cây cầu. Tôi chỉ còn một con đường để đi thôi, đó là Chúa Giêsu. Và những người như vậy đó tìm thấy được sự chú ý của Chúa Giêsu giữa đám đông bao la, giữa một đoàn dân 7.000 người đang đi rầm 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 thế này. Sao tự nhiên Chúa Giêsu dừng lại vậy? Không lẽ tiếng la của ông này to đến mức thế sao? Anh em thử đi, thử ra cái sân coi đá bóng 10.000 người ở Mỹ Đình hay là ở đâu đó đi, rồi anh em đứng dậy bắt đầu khi bóng nó vô la, anh em la thử coi ai nghe tiếng anh em la không? Giống như là cát trong sa mạc thôi, giọt nước trong biển thôi, không ai biết mình là ai hết. Đúng không? 7.000 người rầm rầm như thế mà không mù nữa không la. Chỉ những người đứng gần ổng mới nghe thôi, còn Chúa thì lúc nào cũng bị bao vây ở chính giữa, làm sao mà nghe? Nhưng tại sao Chúa Giêsu nghe? Bởi vì ông mù này, ông la bởi đức tin. Ông la bởi đức tin trong lòng rằng hôm nay tôi phải gặp Giêsu, con vua David. Và tiếng kêu bởi đức tin đó gây dựng được, lôi kéo được sự chú ý tới thiên đàng. Và Chúa Giêsu nghe thấy. Chúa Giêsu bảo dừng lại và mời ông đến đây. Và cuối cùng ông đã được sáng mắt. Cho nên bài học qua câu chuyện này, thưa anh chị, tôi gọi là qua sông chặt luôn cây cầu. Công việc anh chị em thất bại, đổ vỡ, tôi hỏi anh chị em bây giờ trông cậy cái gì? Vay ngân hàng, trông cậy người thân, trông cậy bạn bè cho mượn, trông cậy trí khôn, bằng cấp và Chúa. Anh chị em đi một lúc 6 cây cầu, tôi bảo thôi chặt tôi luôn hết đi, đi mỗi cây thôi. Có những lúc quá nhiều thứ thì chúng ta không biết đức tin mình ở đâu. Đức tin ở đâu? Mình tin cái gì? Mình trông cậy cái gì? Mình đang muốn thực sự, mình đang muốn nhờ vả cái gì? Và nếu lỡ Chúa Giêsu làm phép lạ cho anh chị, đây là do cái sự khôn ngoan của ta đấy nha, ta vừa mới quen được với cái ông kia đó, cho nên mọi sự nó mới trở lên. Và Chúa nói ta không dương sự vinh hiển ta cho ai khác. Cho nên trong cuộc đời tôi kinh nghiệm một điều rằng khi lòng chúng ta chỉ tin cậy một mình Ngài mà thôi thì chúng ta được phước và may mắn. Jeremy chép rằng đáng chúc phước thay cho những người để lòng trông cậy nơi Đức Giê-hô-va. Người đó sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì dẫu cái hạn hán không sợ hãi gì. Thưa anh chị em, hãy học tập người mù Ba-ti-mê này. Ông đã bước tới và ông không còn đường lui nữa. Ông đã la lên và không có cái gì để ông lui lại nữa hết. Ông không lui lại vào vệ đường nữa. Ông la lên và ông nói rằng tôi không còn đường lui, các ông đừng bảo tôi im, tôi không thể im được, tôi phải gặp gỡ Chúa Giêsu. Và tôi biết chỉ một mình Ngài mới có thể giải quyết và thay.
thay đổi số phận vừa ăn mày vừa mù của tôi hôm nay. Không còn đường khác. Cho nên trong cuộc sống, thưa anh chị, có những thứ chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể thay đổi được thôi. Có những bệnh tật chỉ có Chúa mới có thể chữa lành được thôi. Có những nan đề, có những đổ vỡ chỉ có Ngài mới có thể phục hồi được thôi. Sức con người hữu hạn lắm. Và cái điều đó nó phụ thuộc vào cái đức tin tuyệt đối của chúng ta. Amen chứ. Nhắc lại với nhau, qua sông chặt cầu luôn. Amen. Chúng ta hãy nói với nhau, qua sông chặt cầu luôn. Amen. Cái điều mà tôi muốn truyền đạt trên trang ngày hôm nay, không dễ dàng bỏ cuộc, không chấp nhận bỏ cuộc. Và thứ hai là đi là tiến tới, không rút lui. Không rút lui. Có nói cái chuyện là mình đến mình thử nhờ cậy Chúa, mà nhờ cậy không được ta rút về. Không có chuyện đó. Chúa bảo thôi để nó rút về vài lần người ta tính sau. Rất nhiều người có cái tình trạng đó. Ôi mình đến hội thánh nhà muôn dân mình thử xem, Chúa biết đâu là hên xui may rủi, chó tát nhầm rồi mình được. Không ạ. Cũng không ta rút về. Có sao đâu. Nhưng anh em à, không có chuyện đó đâu. Chúa biết lòng người, và Ngài biết anh chị em đang đứng ở đâu. Anh chị em có thực sự đã chặt cây cầu thế giới mà mình trông cậy không? Anh chị em đã chặt tất cả những đường lui cho thế gian này không? Hay là anh chị em vẫn còn nương cậy nơi nó? Chúa muốn chúng ta tin cậy Ngài tuyệt đối. Amen chứ. Rồi bây giờ một câu chuyện ngắn nữa nha. Một câu chuyện như thế này. Ở trong, không biết thời giờ nhiều còn nhiều không biết, ở trong Mát chương 8 câu 22, tôi đọc anh chị em nghe nha. Kế đó Đức Giê-xu và môn đồ đi đến làng Bết-sai-đa. Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người. Ngài bèn nắm tay người mù miếng trên mắt người, đặt tay trên người và hỏi có thấy chi không. Người mù ngó lên rồi thưa rằng tôi thấy người ta và nhìn họ đi giống như cái cây. Rồi Đức Giê-xu đặt tay trên người, đặt tay trên mắt người, người nhìn xem được sáng mắt rõ ràng cả thảy. Đức Giê-xu khiến người về nhà và truyền rằng đừng trở vào trong làng. Đây cũng là một câu chuyện rất là lý thú nha anh chị em. Và nó khác những câu chuyện khác. Khác chỗ nào ạ? Cái ông mù này ông khác, rất khác. Ở chỗ là ông chẳng cần biết ai, mà đây là có người dẫn ông đi. Đức tin cũng không cần. Ông chẳng quan tâm về ông mù rồi, nên thôi cuộc đời ta mù rồi, ta kệ từ đầu hay từ đó. Nhưng có hàng xóm thương xót mới nắm tay ông dắt đi. Cho nên chúng ta có thể nói rằng ông mù này hoàn toàn thụ động. Thụ động hoàn toàn. Ông đến gặp Chúa, và ông cũng chẳng cầu xin luôn. Nhưng mà cái người dẫn đến đó, xin Chúa Giê-xu chữa dần, thì Chúa mới nắm tay cái người mù dắt ra ngoài làng. Cái chỗ này anh chị em có suy nghĩ tại sao Chúa không làm luôn mà bây giờ phải nắm tay dắt ra ngoài? Anh em tưởng tượng nha, có cái đám đông đứng đây, dắt ông mù đây, dẫn đến, và Chúa nói mọi người mới nói Chúa ơi chữa dùm cho ông mù này, thì Chúa nói thôi tất cả đứng yên đây để ta dắt ông mù này đi ra chỗ khác đã. Dắt ra thật xa, đúng không? Mình phải suy nghĩ chút chỗ này. Tại sao vậy? Chúa đang thử cái sự đáp ứng của người mù này. Bởi vì mọi chuyện xảy ra bởi đức tin. Chúng ta không thể ép ai đến để nhận lãnh ân điển của Chúa. Chúng ta không thể ép ai đến để tin Chúa. Chúng ta không thể ép ai đến để cầu nguyện chữa bệnh trong khi người đó muốn bệnh viện uống thuốc. Đừng ép. Ép nể quá đi thôi. Không à, nể quá thôi. Bạn này nể quá thôi, ta nể ta đến ta ngồi như cục tượng như thế này, muốn làm gì ta làm. Và mục sư không biết cứ nhảy múa cầu nguyện xung quanh từ sáng đến chiều chẳng gì xảy ra. Điều này là cực kỳ nguy hiểm. Cho nên Chúa Giê-xu phải thử, đúng không? Chúa phải nắm tay ông đó, đi ra đây ta cầu nguyện. Và người mù nói tôi có cần cầu nguyện đâu mà dắt đi tôi đi làm gì, ông dắt tôi đi xuống hố à? Thầy Chúa bảo thôi đi về đi con. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ông này ông đi không? Đi.
Đó là biểu hiện cái sự đáp ứng. Cho nên cho em bài học ở đây là hãy đáp ứng và vâng lời Chúa. Muốn phép lạ xảy ra, dù mình thụ động cỡ gì, dù có người khác khuyên mình đi, thì em cho em khi Chúa nói hãy vâng lời và đáp ứng theo cái điều Chúa muốn. Cho nên cái điều này đó, nó khiến cho phép lạ xảy ra. Và khi ra ngoài làng rồi thì Chúa mới nhỏ nước bọt xức lên mắt người đó, đặt tay lên ha, từ từ quên, từ từ, đúng rồi, nhỏ nước bọt xức lên mắt người đó. Cái này lạ ha. Tôi cầu xin Chúa đừng để hội thánh nhà muôn dân dùng cách này chữa lành là cũng căng. Chúa có thể chữa lành nhiều cách, nhưng mà ở đây Chúa dùng nước bọt. Chúa dùng nước bọt ba lần. Tôi nhớ tôi có đọc trong cái quyển Những Tướng Lĩnh của Đức Chúa Trời, ở giai đoạn 1938 đến 1943 đó, có một cái ông người Đức Chúa Trời, ông chữa lành khác mình lắm. Ông có cầu nguyện vậy đó, ai lên bệnh ông đi ông nhổ bụt, nhổ đầy mặt đầy mày hết, thế mà hết bệnh. Thế ai chịu đi chịu, ông chịu đi về. Thế mà bệnh khớp rồi bệnh đau lưng rồi bệnh dạ dày rồi bệnh đau đầu bệnh mắt mù tay biết rồi gì hả, ông phun nước bọt lên đâu là lành lên đó. Cho nên có những cái mà chúng ta không thể lý giải được. Và ở đây Chúa Giêsu nhổ nước miếng thấm lên mắt người đó. Đấy, nhổ nước miếng thấm lên, chịu thì lành, không chịu thôi. Đó, có thể Chúa nói bây giờ ta nhổ nước miếng ta bôi lên mắt người, người chịu không? Bảo thôi chịu. Thế là Chúa nhổ vào đó bôi lên. Đấy, cho nên là cái này nó cũng hay. Đây là một cách chữa lành. Cho nên nếu ngày hôm nay tôi dùng nước hay dùng dầu, dùng khăn để mà làm một cái công cụ đức tin để chữa lành cho anh chị em thì đừng ngạc nhiên nha. Anh chị em ngạc nhiên không? Đừng ngạc nhiên. Chúa Giêsu có thể dùng bất cứ thứ gì để chữa lành chúng ta. Amen. Đó là phép lạ của Ngài. Cho nên mình hãy chấp nhận những điều mà Thánh Linh dẫn dắt. Rồi, Tiếp theo. Khi Chúa đặt tay lên người đó, đặt tay xong, Chúa mới hỏi là thấy gì không? Ông này ông bảo là mờ mờ, thấy mờ mờ, mà có thấy người nhưng mà sao giống cái cây. cái này hơi lạ, đọc tôi thấy nó cũng hơi thú vị ha. Thấy cái cây, xong rồi Chúa lại đặt tay lên lần nữa. Nhiều người đọc đoạn Kinh Thánh này mới nói rằng là Chúa Giêsu cầu nguyện nhiều lần, nhưng mà rõ ràng ở đây Chúa Giêsu không có cầu nguyện gì cả. Chúa chỉ đặt tay lên mắt người đó lần thứ nhất và hỏi thấy không. Thấy mờ mờ. Chúa đặt lại lần thứ hai, thấy sao? Ui, sáng tốt rồi. Cho nên chúng ta học được một bài học nữa anh chị em. Cái đức tin đó, nó không phụ thuộc gì vào cái tâm trí mình nghĩ đó. Cho nên nhiều người nghĩ rằng ô, khi cầu nguyện rồi mà mình thấy chưa lành mình cầu nguyện nữa thì có vẻ là mình vô tín. Không phải đâu, đừng nghĩ như vậy. Cái đức tin là một quyền năng siêu nhiên bên trong. Khi các bạn cầu nguyện, phép lạ xảy ra tức thì. Khi các bạn cầu nguyện, Thánh Linh của Chúa vận hành tức thì. Và chúng ta được phép hỏi cái người bệnh đó, anh cảm thấy được bao nhiêu phần trăm rồi? Các người nói tôi được 80% rồi. Ô, cảm ơn Chúa, bây giờ mình cầu nguyện tiếp để 20% còn lại biến đi và anh được 100% và anh được lành. Anh nhìn thấy trường hợp này, ông mù này được đặt tay lần thứ nhất thì ông được chữa lành bao nhiêu phần trăm? Chắc là 50, đúng không? Mờ mờ thôi. Mà đặt tay lại lần nữa thì sao? 100%. Và trong kinh nghiệm cuộc sống tôi thấy có những người không phải chỉ cầu nguyện một lần mà bệnh được lành. Cầu nguyện lần 2, lần 3, lần 4, lần 5 và bệnh nó giảm dần và nó hết đi. Đây là có cơ sở Kinh Thánh nha anh chị em. Cho nên bài học trong câu chuyện này là gì? Hãy vâng lời và cộng tác. Chúa làm gì hay là người Đức Chúa Trời làm gì, hãy vâng lời và cộng tác, đừng chậm đợi. Đừng chậm đợi. Tôi hy vọng là trong hội thánh này không có nhỏ nước bọt đâu, yên tâm đi. Yên tâm là sẽ không có nhỏ nước bọt. Chỉ có là đặt tay cầu nguyện sức dầu. Đôi khi là xịt cái nước này cho anh chị em nữa thì có. Đây nước lạnh thôi, đây nước lã thôi. Nhưng mà là một công cụ đức tin để chữa lành. Chúa dùng để chữa lành cho anh chị em.
chứ không phải là cái gì cả. Quan trọng là gì? Sự vâng lời, sự cộng tác, sự vâng phục và cái đức tin ở trong lòng của mình. Và cuối cùng anh chị em thấy người mù này được lành, được lành. Đó. Vậy thì chúng ta học mấy điều rồi anh chị em? Ba điều, phải không ạ? Đừng chấp nhận dễ dàng. Chúng ta hãy trông cậy một mình Chúa bằng cách nhắc cho lòng mình là gì? Qua sông là chặt luôn tất cả mọi cây cầu, tin cậy một mình Ngài. Bọn thứ ba là gì? Vâng lời và cộng tác với Chúa. Và cuối cùng ở đây là một câu chuyện. À, cảm ơn Chúa. Ở đây là một câu chuyện được chép trong sách Mát, từ câu 2 đến câu thứ 12. Chúng ta sẽ đọc câu chuyện này và mình sẽ kết thúc nha. Khỏi một ngày, Đức Chúa Giêsu trở vào thành Capernaum và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Họ họp lại tại đó đông lắm đến nỗi Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, bốn người khiêng, nhưng vì đông người lại gần Ngài không được nên dỡ mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do cái lỗ đó dòng người bại xuống. Đức Giêsu thấy đức tin họ bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Và có mấy thầy thông giáo ngồi đó nghĩ thầm rằng: Sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó, ngồi một mình Đức Chúa Trời còn có ai tha tội được chăng? Đức Chúa Giêsu trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng: Sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy? Này bảo kẻ bại rằng tội ngươi đã được tha, hay bảo rằng hãy đứng dậy vác giường mà đi? Hai điều ấy điều nào dễ hơn? Vả để cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng: Ta biểu ngươi hãy đứng dậy vác giường đi về nhà. Kẻ bại đứng dậy tức thì vác giường đi trước mặt thiên hạ, đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời mà rằng: Chúng tôi chưa hề thấy thể việc thể này. 1 đến 12. Câu chuyện này có lẽ anh em đọc Tân Ước đã nghe nhiều lần rồi, nhưng ở đây tôi xin gạch đầu dòng vài điểm để chúng ta chú ý thôi. Thứ nhất, người bại này cũng giống như anh mù kia, thụ động. Người ta khiêng anh này đấy, khiêng anh này đấy. Bốn anh bạn có đức tin và khiêng đến, khiêng đến. Và câu chuyện đầu tiên mà chúng ta cần phải chú ý đến cái bài học ở trong phép lạ này là gì? Là họ chịu trả giá để nhìn thấy phép lạ. Chịu trả giá. Lắm lúc chúng ta không dám trả giá. Họ chịu trả giá chỗ nào? Họ chịu trả giá chỗ là họ thương lượng với chủ nhà, dỡ cái mái nhà người đó ra để dòng người bại xuống. Tôi nói thiệt với anh chị em chứ, khiêng người bệnh đi mà dỡ mái nhà người ta không phải dễ đâu. Nó nói: Ông dỡ mái nhà tôi, ông phải đền cho. Nói chuyện giỡn không hả? Nhà tôi đang yên đang lành, ông lên ông vắt búa, ông làm tóc lóc hết tất cả mọi thứ này, làm sao chuyện được? Tôi để yên không được. Cho nên chắc chắn bốn người bạn này sao ạ? Thương lượng với chủ nhà: Yên tâm đi, tôi dỡ chút lút nhà của anh, chữa lành xong rồi chúng tôi góp tiền lại lợp lại máy mới cho anh sửa quả. Nó tên rồi thứ rồi cũ hết rồi, nói với cũ rồi, cho nên bây giờ được làm mái nhà mới, chấp nhận luôn. Đôi khi anh em ạ, chúng ta cần phải trả giá thời gian, công sức, thậm chí cả cái tiện nghi của đời sống mình cho phép lạ của Chúa Giêsu. Có những anh chị em đi rất xa đến đây, có những anh chị em đi 11 tiếng đồng hồ đến đây, và anh chị em mong đợi một phép lạ chữa lành cho mình. Thật sự lòng tôi rất tôn quý những tấm lòng. Tôi nói với Chúa: Anh em con đến rất xa, con biết đây là đức tin chân thật của tấm lòng họ. Đây không phải là họ tìm đến, mà họ đã trông đợi Ngài đến đó. Và chắc chắn những đức tin như vậy đó, Kinh Thánh chép rằng Chúa Giêsu nhìn thấy đức tin của họ. Anh chị em thấy không ạ? Kinh Thánh chép đó, Chúa Giêsu nhìn thấy đức tin. Đức tin là tôi đã nói rồi, đức tin là vô hình ở trong lòng người, làm sao thấy? Thấy qua cái hành động đức tin, thấy qua cái giá trả cho đức tin, thấy qua những cái quyết định thiệt hại của đức tin. Cho nên ở đây bài học đầu tiên, dám trả giá. Anh em muốn được tự do, muốn được chữa lành, hãy dành ngày thánh nhật để thờ phượng Ngài.
dù công việc anh em, hợp đồng của anh em, công ăn chuyện làm của anh em có thể ngày thánh nhật đem cho anh em một khoản lợi nhuận nào đó, nhưng anh em nói với Chúa: Chúa, con sẵn sàng vứt bỏ những lợi nhuận này, con đi thờ phượng Ngài. Dạ. Tôi tin rằng Chúa đánh giá rất cao những quyết định đó, bởi vì Chúa nhìn thấy tấm lòng tôn kính của chúng ta. Chúa đứng trên trời mà, Chúa là vua mà, Chúa là chủ mà, Chúa là chúa tể của vũ trụ mà, Ngài có thiếu cái gì đâu. Nhưng Ngài cần cái sự tôn kính của con người, cái sự thờ phượng, đầu phục, vâng lời, dám hy sinh vì Ngài của con người. Và đó là cánh cửa để cho phép lạ tuôn đổ xuống trên đời sống chúng ta. Tôi để ý tôi thấy á, anh chị em nào mà trung tín thờ phượng Ngài, đọc lời Ngài kể từ ngày mình tiếp nhận Chúa đó, thì người đó sẽ tăng trưởng rất nhanh trong sự nhận biết Đức Chúa Trời. Còn nếu như anh chị em nào vẫn còn tính toán á, tính toán mà không được, cái này không được, mình phải cho mình cái đã, còn cái chuyện Chúa Trời hay cái gì tính sau. Ngày Chủ Nhật là ngày của mình, làm việc 7 ngày đó, ngày nghỉ tự nhiên phải đi đến hội thánh làm cái gì. Thế là cái sự tính toán đó đó, nó khiến cho chúng ta không dám trả giá cho cái đức tin, và làm cho đức tin mình eo buộc không lớn, bị chà chơm gai góc, nó cản trở. Và điều thứ hai đó, chúng ta thấy ở trong cái câu chuyện này là gì? Nó khác hoàn toàn với ba câu chuyện trước, là Chúa Giê-xu xử lý tội lỗi ở trong người bài này, xử lý người tội lỗi trong người bài này. Cho nên chị em ạ, có những phép lạ, có những bệnh tật, nó chỉ được chữa lành sau khi tội lỗi được tha thứ. Tội lỗi được tha thứ. Tội lỗi đó có thể là tội lỗi quá khứ, tội lỗi hiện tại, và những cái điều mà nó đang ràng buộc cái đời sống của mình, hoặc là những tội lỗi kín dấu mà mình chỉ mình biết, mình nghĩ là mình biết, nhưng mà thật ra có thêm Chúa biết nữa. Có người nói tôi làm cái này chỉ mình tôi biết, chẳng ai biết, nhưng mà xin thưa Chúa biết. Chúa biết, cho nên không có cái gì giấu được Ngài. Và Chúa đòi hỏi chúng ta cần phải xưng nhận nó ra, chấp nhận nó, và để cho con Đức Chúa Trời tha thứ nó. Tội lỗi được tha xong thì người bại này sao anh chị em? Lành luôn. Đây là bài học quý giá, chứ không phải chỉ là đặt tay là chữa lành, không phải nói một lời là chữa lành, mà có những điều cần phải được giải quyết. Có những điều ở trong cuộc đời của chúng ta phải được giải quyết trước khi phép lạ xảy đến. Cho nên thương bạn chị em, tôi gọi cái này là tấm lòng kiên quyết và dám trả giá. Dứt bỏ tội lỗi cũng là một sự trả giá đấy. Nói theo nghĩa của thế gian này, có những tội lỗi mình thích lắm, không có nó sống được, ngủ không được. ông gì AI Allen, ông gọi đó là tội lỗi yêu thích. Có những tội lỗi yêu thích mình không thể sống thiếu nó, nhưng đến với Đức Chúa Trời phải dám trả giá. Cho nên bài học thứ tư ở đây tôi nói anh chị em là gì? Kiên quyết và dám trả giá, để cho Chúa Giê-xu thấy đức tin của mình, thấy đức tin mình thực sự đang hành động, và phép lạ xảy ra. Tóm lại thưa bạn chị em, buổi sáng nay mình học được 4 điều qua những phép lạ của Chúa Giê-xu. Điều thứ nhất, đừng bao giờ bỏ cuộc quá sớm, đừng bao giờ chấp nhận nàng đề như một số phận của cuộc sống mình. Đừng bao giờ ma quỷ lừa cho em đây. Trong ngày có sự tốt lành, đừng chấp nhận bỏ cuộc. Thứ hai đó là quyết định tin cậy chỉ một mình Ngài, không có một con đường nào khác. Qua sông chặt luôn cầu, xong rồi con không còn đường lui. Nếu Chúa giết con thì con vẫn tin cậy Ngài. Anh em thấy ông Gióp ông nói câu đó, tôi thích câu đó. Ông Gióp ông nói: dẫu Đức Chúa Trời có giết tôi vẫn chọn tin cậy Ngài. Wow, câu này nặng ký, anh em, rất nặng.
Và câu này đọc lên là nặng nhằn cơ. Không có, khó tìm trên đời này có con người nào như vậy đâu. Nhưng mà dẫu Chúa có giết tôi vẫn chọn tin cậy Ngài. Tôi gọi là qua sông chặt cầu. Trên đời này tôi chẳng tin cậy ai, chẳng tin cậy con người, chẳng tin cậy bất cứ việc gì, chẳng tin cậy trí khôn hay là xã hội hay là bất cứ cái gì. Tôi nói với Chúa, Chúa còn tin cậy chỉ một mình Ngài. Và người đó nhận phép lạ. Thứ ba, vâng lời và cộng tác. Chúa nói gì nghe theo, đừng thắc mắc. Chúa muốn mình như con trẻ vậy đó. Chúa nói sao nghe vậy. Cho nên có những thứ rất là khác lạ trong Chúa. Đó là chưa kể những câu chuyện những người mù khác đó anh chị em ạ. Người mù khác là Chúa còn nhỏ lúc bọt xuống đất, trộn đám sét trét lên ra cho con gà, lấy nước miếng trét lên là nó còn đỏ đó. Nhưng con mắt nó mù này, lấy đất sét trét lên thì hơi cằn. Nhưng mà sáng thì sáng vẫn sáng, sáng vẫn sáng. Cho nên là vấn đề là cứ vâng lời. Chúa có thể nói những cái chuyện kỳ cục, nhưng mà người vâng lời là người ăn sản vật tốt nhất của đất. Amen chứ. Vâng lời là ăn sản vật tốt nhất của đất. Và bài học cuối cùng là gì anh chị? Kiên quyết và cam trả giá, xử lý cả những tội lỗi thầm kín yêu thích của mình, dám trả giá về thời gian tiện nghi, những cái lợi lộc ở đời này dám trả giá cho Ngài. Chúa ơi, con quyết định phải chạm được đến Ngài. Anh chị em ơi, nếu chúng ta thực hiện bốn điều này trong đời sống tâm linh của mình và nhờ cậy Thánh Linh, chắc chắn không có ngọn núi nào có thể đứng được giữa anh chị em với Đức Chúa Trời. Amen. Tất cả phải dạt ra một bên, và biển đỏ kia phải rẽ ra, sông Giô-đanh kia phải rẽ ra, và anh chị em sẽ bước tới vùng đất hứa của Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện giờ này, đứng dậy cầu nguyện nhé.